Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 4 Nội bộ bên trong Kết thúc chương 4 Ngày 7 tháng 7, ngày hội thất tịch là thời điểm tốt nhất để ngắm sao và nói chuyện tình yêu, bầu trời về đêm lạnh như nước, có thể ngồi ngắm nghiêu lang chức nữ. Nhìn thấy cây cầu hỷ thước bạc trắng, những đốm lửa chạy dưới lòng đất, rực rỡ sán lạn. Dương lang trung, nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt sáng như sao đang mỉm cười, toát lên bao nhiêu kiểu diễm, cánh tay ngọc vòng qua cổ, nói câu tiếp theo. Chàng chơi sống. Vào thời điểm này năm ngoái, nếu ai đó gọi nhẹ đại danh phong lưu tư lang trung, chắc chắn là hồng phấn giai nhân. Đầy mặt nhu tình chiều mến, giai nhân đến với thân hình thanh tú. Trong đêm đẹp thất tịch này, dù kiều nương kia là thiên kim trong sạch hay là danh môn đại phái nữ hiệp chỉ cần đứng trước thân hình phong liêu đó nghe được giọng nói trầm thấp dịu dàng đó có thể khiến thiếu nữ tuôn ra những vần thơ cười nở rộ như hoa dương lang trung năm nay lúc này trong ngày hội thất tịch một tiếng kêu khác lại vang lên nhưng tiếng kêu này không giống oanh kêu yến hót ngược lại có chút u ám sầu thảm ánh sao chiếu xuống người hét lên có khuôn mặt đầy vết sẹo, không có mái tóc mây mềm mại, cũng không có quần áo bằng lụa, người nọ chưa đến năm thước, lông mày nhướng lên, trừng mắt dựng mục, trên tay cầm một con đao lớn, đầu bạc thưa thớt, chính là người được mệnh danh là Hoài Tây Cao Thiên Tướng. Người chơi sống, một tiếng nổ vang lên, đao chảm như sấm, trong nháy mắt chém xuống dương gỗ thật mạnh. Dầm một tiếng, dương gỗ nhảy dựng lên, vụn gỗ dài khắp mặt đất, tiếng vang vọng khiến người kinh hãi. Lửa lớn thiêu suốt 7 ngày. Phóng mắt nhìn lại, doanh trại đã trở thành một đống hỗn độn, đầy dấu vết thiêu đốt của lửa. Những chiếc lông mũi tên sắc nhọn được đóng chặt trên màn trướng, nếu không phải lá cờ đẹp đẽ ngoài liều tung bay trong gió thì không ai có thể nhận ra nơi này hóa ra lại là doanh trại. Bình lính cứ chạy tới chạy lui bên ngoài doanh trại khiến nơi đây càng trông hỗn loạn hơn chúng tướng đầy người mỏi mệt mồi bệt xuống đất, quay mặt vào nhau như người bị giam cầm. Chỉ nghe mọi người chửi bới hoặc than thở đời không phải lúc, hoặc khóc sống không bằng chết. Nhưng dù miệng có nói gì, chỉ cần nghĩ tới ngày sau triều đình giáng xuống phạt tội, mỗi người đau đớn muốn chết. Cao tước ra, chúng ta đã tìm kiếm dọc theo chân núi Tung Sơn, cũng chưa tra được tung tích Dương Lang Trung. Còn mẹ nó Dương Túc Quan, người truyền tin sừng sốt lập tức lăn ra ngoài. Cao Thiên Huy nhảy dựng lên, hét lớn: "Tên tiểu tử này lại chơi xấu, lão tử sẽ bẩm báo Kim Loan Điện, sẽ khiến toàn Dương gia bị tiêu diệt. Đừng tức giận, không chừng Dương Lang Trung đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc bị tặc phỉ hãm hại. Chúng ta đừng trách oan người khác. Người này lời nói hữu khí vô lực, lại là chịu nhậm dũng. Lần đầu tiên trong đời hắn tùy quân xuất trinh, ai ngờ lại phải chịu một thất bại nặng nề." tự cảm thấy cuộc đời mình sắp kết thúc. Tống công mại lấy tay che mặt thở dài. Triệu lão đệ, đạt ma viện không có thi thể của hắn, trên núi dưới núi đều không thấy hành tung hắn. Nếu hắn nếu hắn bỏ trốn, tất cả chúng ta sẽ bị giết. Triệu nhậm dũng mắt nhìn lưu vân thở dài. Lưu tham mưu, dương lang trung không rõ tung tích, ngài cũng cho rằng hắn sợ tội chạy trốn sao? Lưu vân sau khi nghe xong câu hỏi. Miệng lưỡi lưu loát ngày thường lại chỉ an tĩnh nằm đó như người chết. Vị phó tham mưu này bị an toán ở Đạt Ma viện, trên người trọng thương, sau khi được cõng về vẫn chỉ nằm trên đệm mềm, mỗi ngày đều hôn mê. Thấy hắn đang ngủ say yên tĩnh, hẳn là đã đến Nam Thiên Môn, đang chờ lệnh được đón vào. Tống Công Mại vẻ mặt ngưng trọng, Triệu Nhậm Dũng vỗ chán thở dài, ngay cả An Đạo Kinh cũng không nói gì, mọi người nhìn Cao Thiên Huy nổi giật đùng đùng lại không một ai mở miệng khuyên giải an ủi. Ngày 1 tháng 7 thủ lĩnh chính tà gặp mặt, ước định ba cuộc tranh tài, một điều bất ngờ đã xảy ra trong trận chiến cuối cùng, Văn Dương Võ Tần rơi vào mật đạo Đạt Ma Viện, mọi người đều đang cố gắng chờ đợi hai người ra ngoài, nhưng cuối cùng không có ai ra, ngược lại nhìn thấy Đạt Ma Viện nổi lên một ngọn lửa lớn, cùng với hai đạo pháo hiệu một đỏ một xanh. Có người nã pháo, ý tức là khai chiến. Tung Sơn bị quân địch vây quanh, chúng tướng triều đình lo lắng cho sự an nguy của chúng tăng thiếu lâm, không dám khinh xuất xuất binh, chỉ sai người lên núi kiểm tra, thám tử còn chưa kịp rời chạy, nộ thương đã đánh lén trận địa. Những tên trộm này rất tàn nhẫn, mưu kế thứ nhất là phóng hỏa thiêu lương. Triều đình trở tay không kịp, lương thực quân nhu đều bị thiêu rủi, trong những ngày này tất cả quân ngựa đều phải cố gắng cầm cự, sắc mặt vàng bệch gầy gò. Cao Thiên Uy cũng mới gầm lên như vậy. Văn Dương biến mất không dấu vết, võ tần cũng không hề lộ diện, đạt ma viện vô cớ nổi lên lửa lớn, thiếu lâm chúng tăng tất nhiên là kinh nghi bất định, chúng tăng và ngũ định viễn hội hợp, cùng vào viện đi tìm, không tìm thấy tiềm long, lại thấy một người chết ngồi thẳng và một người sống nằm dưới đất. Mọi người sợ hãi, cũng không dám động đến thi thể của thiên tuyệt, chỉ cõng người sống lưu vân ra ngoài. Không có gian thần quấy phá, cũng không kết đảng chủ soái từ đầu đến cuối giấu đầu lòi đuôi thần thần bí bí lại xem hành vi hoang đường của thiên tuyệt tăng cao thâm khó đoán có đôi thầy trò bà bối này mọi cách khống chế cục diện cao thủ triều đình uổng có một thân nhiệt huyết một thân võ nghệ dưới đủ loại bố trí ngu xuẩn không ai có thể tưởng tượng ai có thể bất bại bây giờ lão hòa thượng tự tay tiễn mình a di đà phật hồn về cực lạc đám ma đầu kia vui vẻ khổ cả triều văn võ. Đây là trò hề gì vậy? Mười vạn binh mã oanh oanh liệt liệt Nam Trinh, nhưng chưa một tấc đất nào được đào bới. Nhìn thấy liễu ngang thiên tiến cử kém cỏi, dương viễn vô pháp quản giáo, không biết có bao nhiêu người bị dương túc quan liên lụy. Vị trung quân chủ sói này lại không rõ tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, dường như lẩn trốn. Tất cả các tướng lĩnh trong triều đình đều nóng lòng muốn chết. Khi sự việc đến mức này, mọi người trong miệng không nói ra, nhưng trong lòng đã vô cùng thống hận đôi thầy trò thiên tuyệt và dương túc quan. Hận không thế đánh chết 300 lần, ăn tươi nuốt sống mới có thể vơi đi phần nào nỗi bi oán trong lòng. Một người truyền lệnh khác lại từ bên ngoài đi vào, nghe hắn nói, tống tức ra, thạch bằng đại nhân đưa tin trở về, bố chính sử Hà Nam không dám mở kho thóc, trừ phi có đại ấn đại trinh bắc thống soái nếu không thứ cho hắn không thể cho mượn lương thực. Tống công mại cũng không đuổi hắn ra ngoài, chỉ xua tay nhỏ giọng nói, đã biết. Đã biết, không có lệnh phù của Dương Túc Quan, huyện lệnh lân cận cũng không muốn mở kho thóc giúp đỡ trong lúc khó khăn, tự cũng hợp tình nhập lý. Chỉ là binh mã trong doanh oán than dậy đất, nhưng xử lý thế nào đây? Bình lính đói thì giết ngựa để ăn, một quân mã ít nhất đáng giá 50 lượng bạc trắng, hai ngàn chỉ mã đó là mười vạn lượng bạc trắng. Nhưng cưỡng bách bắt họ nhịn ăn, đói khổ lạnh lẽo, tất đi cướp bóc bá tánh, sinh linh đổ thán. Tìm không thấy lương thực, cũng không thể tan tác như ông vỡ tổ, cái nào có hại ít thì chọn cái đó, tống công mại rơi nước mắt, hắn gọi tới truyền lệnh, lấy ra một chồng ngân phiếu thật dày trong hành lý, ước chừng một vạn lượng bạc trắng, thấp giọng nói, mọi người nhanh chóng trở về Bắc Kinh đây là tiền riêng của ta. Đi qua danh giới các châu chuyển, sẽ cung cấp lương thực cho bá tánh. Nếu bạc không đủ, cứ việc tìm ta. Đa tạ tống tước ra, các tướng lĩnh khác nhìn mỉm cười, khoanh tay trước ngực, đồng thanh nói câu này, xem như đã định. Khởi bẩm phương trưởng, ngũ thí chủ tới. Ngày hội thất tịch lại là đêm thê thảm nhất ở Thiếu Lâm trong 30 năm qua. Sau ba trận chiến, Đạt Ma Viện trở thành biển lửa quân triều đình vội vàng rút lui về phía bắc dương túc quan là trung quân thống soái lại không trở lại doanh trại đạt ma viện cũng không thấy thi thể hắn suốt bảy ngày không rõ tung tích thực sự làm người yêu phiền ngũ định viễn chắp tay nói vãn bối tây lương ngũ định viễn bái kiến phương trường sau đó đứng sang một bên chờ đợi linh trí phân phó linh trí chắp tay xoay người ngưng mắt nhìn lại ba người sóng vai đi vào căn phòng nhỏ hai người phía trước là Linh Âm và Linh Chân, sau lưng một người thân hình cao lớn, chính là Thiên Sơn truyền nhân Ngũ Định Viễn. Bảo vật chấn chùa chết, La Hán đường thủ tọa thân bị trọng thương, Dương Túc Quan đến nay không thấy bóng dáng, toàn bộ ngôi chùa không còn ai để nương tựa, chỉ có thể dựa vào linh trí. Hàn khí dày đặc bay tới, ánh mắt linh trí cũng cực mờ mịt. Ngũ Định Viễn nhìn thoáng qua, thấy vị phương trượng này sắc mặt tiêu tụy, xem ra mấy ngày nay ông không hề nghỉ ngơi, chỉ lo lắng về tất cả chuyện lớn sau này. Dưới ánh nến yếu ớt, thiên tuyệt đã chết đã nhiều ngày, trên người thậm chí còn có mùi thối giữa, nhưng khuôn mặt vẫn sinh động như thật, đôi mắt trầm thấp đau khổ dường như còn thương hại thế nhân khó khăn. Linh âm là thủ tọa giới luật viện, thiên tuyệt đã chết, linh định trọng thương, giờ đã trở thành người quan trọng thứ hai trong chùa hắn thấy phương trượng trầm mặc không nói gì, liền nói, dương sư đệ đến nay chưa xuất hiện, rốt cuộc sư thúc chết trong tay người nào, không ai có thể biết được nội tình. Hắn dừng lại, nhìn ngũ định viễn, chắp tay nói, ngũ thi chủ, người ở công môn nhiều năm, có thể phân giải yêu phiền cùng phương trượng không? Ngũ định viễn vốn xuất thân bộ đầu, làm bạn với ngộ tác, nghiệm thì phá án tất nhiên là lành nghề. Chính vì lý do này phương trượng mới thỉnh hắn cùng đi khám nghiệm thi thể thương lượng đại kế. Ngũ định viễn gật đầu, theo lời cúi nhìn xuống. Thân hình thiên tuyệt đói gầy như củi, nhưng trước bộ ngực gầy gò lại có một vết thương, phía trước hẹp phía sau rộng, sâu ước chừng một tấc, là mệt vết thương từ đau. Không còn nghi ngờ gì nữa, vết thương này chắc chắn là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Ngũ định viễn trên trán toát mồ hôi lạnh, đạt ma viện lúc ấy cao thủ tuy nhiều, nhưng muốn hỏi ai là đệ nhất cao thủ dùng đao thì không cần phải suy nghĩ. Linh chân lớn tiếng nói, ngũ định viễn. Người nói, là ai giết sư thúc ta, thiên tuyệt đức cao vọng trọng, lão tăng này tuy rằng gần đất xa trời, nhưng là thiếu lâm đệ nhất cao thủ, đại tông sư ngạo thị thiên hạ, là ai có năng lực giết ông. Ngũ định viễn thở dài, tự biết Linh chân có ý tứ gì, nhất thời thần sắc ủ rột, vẫn chưa đáp lời. Linh Trần thấy hắn không nói, lập tức dùng sức túm lấy cổ áo hắn, quát, hay cho một ngũ chế sứ. Người cũng muốn bao che hung thủ sao? Ngũ định viễn hắc một tiếng, thiết thủ nhẹ vung, đẩy hắn ra một bước. Linh âm vội vàng kéo sư đệ ra, chắp tay nói, ngũ thí chủ, ngày ấy thiên tuyệt sư túc qua đời, bên cạnh chỉ có lư thí chủ, có lẽ hắn thấy hung phạm. Hiện tại hắn bị thương nặng, chúng ta tự cũng không tiện hỏi hắn. Chỉ là, chỉ là bần tăng nghe nói hắn và người kia có giao tình thân thiết. Nói đến đây tựa hồ không biết nên dùng từ thế nào, chỉ cúi đầu niệm Phật. Ngũ định viễn khẽ lắc đầu, đơn giản thay hắn nói, đại sư muốn ta khuyên phục lưu huynh đệ ra mặt chỉ ra và xác nhận hung phạm. Linh âm chắp tay nói, thí chủ nói quá lời. Chúng ta chỉ sợ vị lưu thí chủ này nhầm đường lạc lối, muốn cầu ngũ quân khai sáng, không có ý khác cuộc sống đã đến mức này rồi, chính xác nhạt nhẽo. Ngũ định viễn cảm khái vạn ngàn, chỉ là cúi đầu không nói. Nếu thiên tuyệt thật là tần trọng hài giết chết, thiếu lâm tất cùng nộ thương sống mái với nhau. Chỉ là thiếu lâm là võ lâm môn phái, còn nộ thương là tử địch triều đình, không có mấy vạn binh mã ra tay, thiên hạ anh hùng trợ trận, có thể nào làm được việc lớn. Nhưng muốn để quần hào cam tâm tình nguyện bỏ mạng, không thể không có một nhân vật có lực đứng ra làm chứng. Nhân chứng có, vật chứng có, thiên hạ anh hùng cùng chung kẻ địch, triều đình đại quân to lớn tương trợ, hết thầy tự có thể nước chảy thành sông. Linh âm và Linh chân trông rất vui vẻ khi thấy hắn gật đầu, nhưng Linh trí lại vẫn không nói một lời. Ngũ định viễn nhìn phương trưởng, thấy vị cao tăng này ánh mắt thâm trầm, tự hồ muốn nói cái gì, rồi lại khó có thể mở miệng. Ngũ định viễn hơi sửng sốt, thầm nghĩ, không đúng. Phương trưởng muốn ta tới đây, tuyệt không phải đơn giản chỉ để yêu cầu mình thuyết phục Lưu Huynh Đệ, chắc chắn ông ta còn có dụng ý khác. Ngũ định viễn trong lòng tỉnh giác, lại khôi phục thần trí nhạy bén, nhanh chóng nhìn xung quanh, thoáng chốc trong lòng dùng mình, không khỏi kêu lên một tiếng. Linh trí trầm giọng nói, thí chủ nhìn thấy gì? Ngũ định viễn mày rậm nhíu chặt, nói chư vị có từng lưu ý, nơi này không có dấu vết đánh nhau. Căn phòng nhỏ này như bình thường, hoàn toàn không có dấu vết đánh nhau, không thấy dấu vết đao kiếm, rất nhiều nổi niêu trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn như trước, thực sự không giống nơi các cao thủ võ lâm quyết đấu. Ngũ định viễn chắp tay bái hướng phương trưởng, nói không phải là tại hạ muốn thay người giải vây, chỉ là trong thạch thất này không có dấu hiệu đánh nhau, võ công của tần trọng hài dù có tiến bộ nhanh đến đâu muốn hắn có thể một đao giết chết thiên tuyệt đại sư khiến ông ấy không cách nào phản kháng thật khó làm tại hạ tin tưởng linh trí nghe xong lập tức chắp tay gật đầu linh chân ở một bên tức giận hét lên đánh rắm sau khi một người chết tùy tiện ngươi muốn dọn liền dọn sau khi tần trọng hải giết chết sư thúc ta đã khiêng người đến đây bố trí có gì khó đâu ngũ định viễn thở dài linh chân đại sư ngài nhìn bộ dạng thiên tuyệt thần tăng hắn liếc nhìn thi thể thấp giọng nói chẳng lẽ là có thể dọn đến sao tam tăng trong lòng hơi kinh hãi đều nhìn về phía thiên tuyệt trước mắt vị thần tăng này khoanh chân cố định tay phải khẽ nâng tựa muốn chạm vào cái gì ngũ định viễn nói tại hạ ở tây lương làm bảy tám năm bộ khoái đã xử lý không dưới một trăm vụ giết người lại chưa bao giờ nhìn thấy tử trạng như thế này Linh Trần muốn mắng, Linh Trí lại chắp tay nói, thí chủ có thể giải thích thêm, không sao đâu. Ngũ định viễn nói, người trước khi chết tắt thở, thân khí lực tiêu tán, tám chín phần mười sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Trừ khi là chết cóng, chết bất đắc kỳ tử, hoặc là trước khi chết đại bi đại hận, nếu không tuyệt không khả năng không ngã. Hắn dừng một chút, lại nói, nhìn vào tình trạng của thiên tuyệt đại sư, tất có tâm nguyện chưa xong, lúc này mới chết không nhắm mắt linh trí vẻ mặt thở dài nói ngũ quân quả là tây lương danh bộ không giống người thường sư túc ta quả thực có tâm nguyện lớn ngũ định viện biến sắc nghĩ đến ngày ấy nhìn thấy chữ bằng máu liền nói ngay siêu thế trí linh trí và linh âm nhìn nhau lập tức đồng thanh niệm phật chắp tay nói a di đà phật thiện tai thiện tai ngã kiến siêu thế trí tất trí vô thượng đảo tư nguyện bất mãn túc thệ bất thành đẳng giác nếu phát tâm thế gian siêu việt tất đạt đến con đường vô thượng nếu không thỏa mãn nguyện vọng này thề sẽ không bao giờ đạt được giác ngộ linh trí cúi đầu rũ mắt sâu kín tụng niệm giải thích nói mấy câu nói đó xuất từ vô lượng thọ kinh trích từ thất thành chính giác đệ thất là kinh văn mà sư thúc ta thích nhất pháp hội thánh chúng đức tôn phổ hiền tâm nguyện cả đời sư thúc, đó là sáng tạo Phật quốc, để vương công đại thần trong thiên hạ đều thành tâm tinh tiến, cuối cùng đạt được giác ngộ. Nghe xong trí nguyện to lớn đại bi của thiên tuyệt tăng, ngũ định viễn tất nhiên là lòng tràn đầy bội phục. Ngày hôm đó hắn chạy về phía hành lang bên trái, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn thấy tất thành chính giác này, chữ bằng máu dữ tợn, rồng bay phượng múa, không nghĩ lại có điển cố thâm ảo như vậy ngũ định viễn nhỏ giọng nói theo ý phương trưởng chữ bằng máu kia là ai viết linh trí khẽ thở dài nói theo lão nạp sở liệu tất thành chính xác này chính là việc làm của tiềm long ngũ định viễn hỏi ngược lại làm sao có thể thấy được linh chân mặt lộ vẻ phẫn hận lớn tiếng nói còn nghi vấn cái gì người này đang đang chế diễu sư thúc ta linh trí biết sư đệ mình thô lỗ nên vội vàng giải thích thí chủ ngẫm lại xem Người viết những dòng này chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu không phải học vấn uyên bác, tinh thông kinh Phật, làm sao có thể hiểu được vô lượng thọ kinh? Ghi nhớ được tất thành chính xác. Lúc đó ngoài Văn Dương Võ Tần, trên đường đi chỉ có hai người là sư thúc và Tiềm Long, Tần Trọng Hải tuy rằng hành sự cuồng bội, nhưng muốn lấy kinh Phật điển tịch để thị uy, hắn không thể làm được. Tần Trọng Hải thô lỗ không văn chương, cuồng bạo hung mãnh, kinh văn tự này không có khả năng xuất từ tay hắn. Ngũ định viễn gật đầu, lẩm bẩm chiếu theo ý phương trưởng, thiên tuyệt đại sư là bị ai mưu hại. Linh trí thở dài thật sâu, nói, thí chủ, thỉnh ngươi nhìn sư thúc ta. Ngũ định viễn lòng tràn đầy khả nghi, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn vào thi thể thiên tuyệt, nhìn hồi lâu cũng không thấy có gì khác thường, đang định quay người hỏi linh trí, trong phút chốc điện quang lóe lên, một đạo lam quang chiếu đập vào mắt rồi vụt tắt như quỷ hồn hiền linh ngũ định viễn sửng sốt vội vàng vận khởi dạ nhãn nhìn thi thể thiên tuyệt một lần nữa chỉ thấy đạo lam quang kia tuy rằng rất nhỏ lại là từ chỗ sâu miệng vết thương phản xạ ra tuy chỉ là một mảnh nhỏ nhưng không thoát khỏi tầm mắt của hắn ngũ định viễn sắc mặt tím tái quay đầu nhìn phía hai vị cao tăng thấy linh âm sắc mặt mờ mịt dường như không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng linh trí lại mím chặt môi dưới, gật đầu, hiển nhiên đã biết. Ngũ định viễn vẻ mặt kinh hãi, thân thể khẽ run lên, trong lòng thầm nghĩ, thần kiếm cầm long. Ông trời, thiên tuyệt đại sư rốt cuộc là ai giết? Linh âm và linh chân nhìn nhau, không biết bọn họ đang có chuyện gì bí ẩn, linh chân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Phương trưởng, bà mẹ ngươi đang làm gì vậy? Không cần quan tâm kẻ giết sư thúc là ai. Dù sao không phải Tần Trọng Hải, thì chính là Tiềm Long. Chúng ta hãy nhanh chóng đến nộ thương, giết hết bọn chúng để trả thù. Tại sao còn làng vàng ở đây? Linh Trí nghe hắn giống giận, thoáng chốc lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Linh Trân nghe vậy sửng sốt, vội vàng nói, phương trưởng, ngươi. Ngươi làm gì vậy? Linh Trí lạnh lạnh nói. Nhân danh phương trưởng ta ra lệnh cho ngươi rời đi càng sớm càng tốt. Hòa thượng lỗ mãng bị phương trưởng đuổi đi, tất nhiên là cảm thấy bực bội. nhưng linh âm biết có chuyện không ổn, lập tức nhẹ đầy sư đệ thấp giọng nói: chúng ta đi ra ngoài trước, đừng chọc giận phương trưởng. linh âm và linh chân lần lượt rời đi. định viện biết linh trí nhất định có chuyện quan trọng cần giải thích, nên vội vàng đứng dậy nói: phương trưởng, chuyện này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? linh trí thở dài đi đi lại lại vài bước, như thể đang suy nghĩ nên nói thế nào. Ngũ định viễn không dám quấy dày, chỉ cúi đầu khoanh tay, trong đầu suy đi nghĩ lại về thanh thần kiếm cầm long này, nghĩ đến đại uy lực của quái kiếm, trong lòng càng là vạn phần sợ hãi. Mật đảo u ám, nặng nề ngưng trọng, không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân trầm thấp của linh trí. Một lúc lâu sau, chợt nghe thấy linh trí thở dài một hơi, nói, ngũ thí chủ, Ngươi có biết thích khách đáng sợ nhất thiên hạ là ai không? Ngũ định viễn chậm rãi lắc đầu, đang muốn nói không biết, bỗng nhiên trong lòng vừa tỉnh, run giọng liền nói, chính là... Chính là tiềm long. Linh trí vẻ mặt nặng nề, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngày đó các ngươi đi xuống mật đảo, chắc chắn đã đủ mệt mỏi với tiềm long. Ngũ định viễn sợ hãi cả kinh, vội nói, ngày ấy chúng ta đi đến cuối mật đảo, phát hiện bên trái và bên phải đều có thông đạo. Trong lúc chúng ta còn đang bàn bạc đường đi phía trước, liền gặp phải quái trận đánh lén. Nếu không phải huynh đệ kia của ta nhanh tay lẹ mắt, chỉ sợ tại hạ. Hắc, nghĩ đến Lưu Vân bị kiếm đâm vẫn chưa tỉnh lại, không khỏi thở dài. Linh trí trầm giọng nói, người ra đòn sẽ chọn đánh ở ngã ba đường, vô luận địch nhân từ đâu mà đến, hắn đều có thể ôm cây đợi thỏ, dĩ giật đãi lao đây chắc chắn là tác phong của tiềm long. Ngũ định viễn nghe được lời này, tất nhiên là lòng còn sợ hãi. Ngày ấy tiềm long bày trận pháp không thể tưởng tượng được, khó khăn lắm mình mới thoát ra được. Hắn lại bỗng nhiên đâm ra nhất kiếm, thực sự tâm cơ tính toán hàng đầu. Thành ngữ dĩ giật đãi lao dùng khỏe ứng mệt, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Linh trí lại nói, tiềm long động thủ không nói chiêu thức, trước nay chỉ âm thầm ra tay. Núi rừng nước suối, trên trời dưới đất, không có chỗ nào mà không phải là lôi đài chiến trường của hắn. Kỹ năng ám sát của người này rất phi thường, cải trang dịch dung nhanh chóng. Năm xưa triều đình viễn trinh, đại quân chưa đi, rất nhiều chủ tướng chết bất đắc kỳ tử trong trướng, đều là tiềm long quân sư động tay chân. Ngũ định viễn quay đầu nhìn thi thể thiên tuyệt, mặt lộ vẻ không đành lòng, phương trưởng, các ngươi cũng quá nhân từ, năm đó bắt được người này sao không một đau giết chết hắn? tiềm long quân sư này âm hiểm lợi hại như thế, vì sao phải dưỡng hổ để gây hòa? linh trí lắc đầu thở dài, thí chủ a à thí chủ, người cũng quá coi trọng thiếu lâm tử. nhiều năm như vậy thiếu lâm chỉ có thể giam cầm hắn, không thể giết hắn. giam cầm hắn còn phải lễ nghĩa chu đáo, một không được tra tấn hành hạ, hai người không được làm nhục. nếu không hình pháp hầu hạ. Ngũ định viễn vẻ mặt đầy kinh ngạc, hình pháp hầu hạ. Nhìn thấy vẻ mặt hãi dị của hắn, Linh Trí lập tức chỉ ngón tay xuống nói, thí chủ có biết nơi này là nơi nào không? Ngũ định viễn ngơ ngác nói, đây không phải là địa lao sao? Linh Trí thở dài, chùa là Phật môn, lại không phải nha môn, hà tất phải xây nhà giam. Hắn cúi đầu xuống đất, nhỏ giọng, đây là lỗ chó của thiếu lâm tử. Ngạc nhiên theo nhau mà đến, Ngũ định viễn tất nhiên là trợn mắt há hốc mồm, mờ mịt nói, lỗ chó. Linh Chi nói, trăm năm trước thiếu lâm đệ tử nếu bị trục xuất sư môn, tất từ mật đạo này rời đi. Gặp gỡ bậc này phản đồ, trường lão tiền bối xuống tay cũng sẽ không khách khí, liền sẽ thiết hạ cơ quan phục kích, được xưng 18 đồng nhân, 36 cọc. Đến khi cảnh phúc cung Thái Hậu hạ chỉ, triều đình phát động dân phu tiến đến xây dựng thêm, mật đạo này mới sửa làm nhà giam lại không cho người ra vào. Ngũ định viễn đầu đầy mồ hôi lạnh, run giọng nói, tiềm long cùng Thái Hậu. Thái Hậu, quen, quen biết, hắn không biết nên dùng từ như thế nào. Hai người này một là mẫu nghi thiên hạ, lão phụ tọa chân cấm thành, người còn lại là chỉ huy vạn quân, giết người như ma đầu, thật khó tin rằng hai người này có liên quan. Trong sự im lặng, chỉ có linh trí nhỏ giọng nói, thí chủ ngẫm kỹ lại. Người đứng đầu nộ thương là Tần Bá Tiên, người này tức hào võ đức, làm quan đô đốc, ngang hàng với liễu hầu gia của ngươi. Người đứng hàng thứ ba là Hữu Phương Sĩ Khiêm, người này xuất thân tiến sĩ, cao quý là văn thần triều đại võ anh, ngươi xem hai người này thân phận tôn quý, tiềm long kia có thể ngồi trên vị trí thứ hai, có thể không có địa vị sao. Ngũ định viễn lòng tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ nói, hắn cũng là người của triều đình. Linh Trí khẽ thở dài, nói, há chỉ là người của triều đình. Hắn là tĩnh Giang Vương, Chu Dương. Ngũ định viễn cả kinh, run giọng nói, hắn, hắn là người vương thất. Linh Trí gật đầu nói, không sai. Tiềm Long họ Chu, tên một chữ Dương, tự phong tĩnh Giang Vương. Vị tả quân sư này của nội thương thân phận tôn quý, chính là con trai thứ ba của Hoàng đế Tiền Triều Long Khánh. Những lời này như xét đánh bên tai, khiến ngũ định viễn ngơ ngác, im lặng hồi lâu. Hoàng đế Long Khánh Vương thất chính thức có hai huynh đệ Võ Anh và Cảnh Thái. Nhiều năm trước Võ Anh chịu khổ, Cảnh Thái kế nhiệm, 30 năm qua phong vũ phiêu diêu, quốc chính bất an, đều là vì hai người này. Nhìn thế gian này đã hỗn loạn như vậy, hắn làm sao có thể ngờ rằng còn có hoàng tử thứ ba. Ngũ định viễn run rẩy, run giọng nói, thì ra là thế, khó trách. Khó trách các người không dám giết hắn." Linh trí thấp giọng nói, năm đó bắt được người này, Giang Lưu Liễu Tam đại phái cùng nghị quyết giam lòng hắn. Lúc đó mới đem việc khổ sai đến Thiếu Lâm tự. Hoàng thượng còn ra thánh chỉ phân phó, muốn chúng ta đối xử tử tế với người này, chớ nên lăng nhục ngược đãi, nếu không hình pháp hầu hạ. Sau khi nghe một câu chuyện dài như vậy, Mũ Định Viễn sững sờ không nói nên lời. Hắn nhìn chung quanh, thấp giọng nói phương trưởng, hắn hắn bây giờ đi đâu rồi có phải lần nữa đầu quân nộ thương không linh trí chợt cười nói nộ thương sơn nay đã khác xưa không có tần bá tiên nắm giữ bất quá là một phỉ trại mà thôi tiềm long quý vì đế vương trụ ấp ngươi tưởng hắn sẽ cam tâm chịu để tần trọng hải sử dụng sao năm đó nếu không phải xem mấy câu mậu thìn tuế chung lòng hoàng động thế hắn cần gì phải chịu đứng thứ hai sau tần bá tiên, cùng kẻ bá tánh bình dân xưng long phương. Ngũ định viễn toàn thân chấn động, run giọng nói, hắn. Hắn, hắn là vì võ anh hoàng đế mới tạo phản. Linh trí gật đầu, lập tức đưa tay ra đặt trên đỉnh đầu hắn, trầm giọng nói, thí chủ a à, thí chủ, năm đó chúng ta gặp nhau, lão nạp vừa nhìn liền biết, các hạ tất là người đại phú đại quý. Ngũ quân người thật có phúc khi có thể nhìn thấy thiên nhan. Ngũ định viễn cười khổ, ôm đầu chậm rãi ngồi xuống đất, nói, đại sư, ngươi. Ngươi vì sao phải nói cho ta những việc này? Linh trí ngồi xổm xuống thấp giọng nói, lão nạp gần đây xem hiện tượng thiên văn, thấy sao trổi vụt qua, tử vi bị xâm chiếm, đã biết thiên hạ tất có đại hỏa. Hiện giờ ma vương tần trọng hải đã giáng thế, gian thần nhất thống triều chính cũng sẽ trôi ra khỏi kén, từ đây sinh linh đổ thán, không ai ngăn cản được ngũ định viễn cả kinh nói là là giang dung linh trí mặt lộ vẻ thương hại nói giang dung tuy xấu nhưng kỳ thực lại rất trung thành với thánh thượng lão nạp sợ một người khác người này một ngày ẩn phục không ra không ai đối phó được mặc dù giang dung ra tay chỉ sợ cũng ngăn cản không được ông dừng một chút ánh mắt nhìn ngũ định viễn thở dài tình thế như thế thiên hạ chính đạo anh hùng nếu muốn sống chỉ có một đường đi. Ngũ định viễn sắc mặt tái nhợt, cổ họng khô khốc, khàn giọng nói, thỉnh phương trượng cho biết. Linh trí thở dài, kế sách hiện tại chỉ có nhất đại chân long ra mặt, kêu gọi người thiên hạ chính đạo, nếu không ta chờ chết vô nơi táng thân. Ngũ định viễn trước mặt tối sầm, như bị xét đánh, nhớ tới năm đó vì ra dê mạo hiểm khó khăn, suýt nữa chết thảm trong thần cơ động, hóa thành xương trắng không ra, nhất thời thân mồ hôi lạnh toát ra hắn hoảng sợ nói, đại sư, ngài, ngài đang cười ta sao? Linh trí không để ý lập tức quay về phía ngũ định viễn, cúi đầu chắp tay nói, lão nạp linh trí, bái kiến đệ nhất võ lâm chính đạo. Cùng thỉnh chân long lãnh tụ quần hùng, kháng yêu trừ ma. Thiếu lâm đệ tử mặc cho sai phái, không một câu oán hận. Ngũ định viễn thấy ông bộ dáng nghiêm túc, đột nhiên càng sợ hãi hơn, lớn tiếng nói, phương trường việc này trăm triệu không thể. Định viễn tài hèn học ít, chức quan hèn mọn, không làm được đại sư. Không phải ngũ định viễn không biết điều, mà là vì lúc khó khăn giữ chức vụ cao nên thường xuyên thân bất do kỳ, có khi bị vu oanh hãm hại, chết thảm không nói nổi. Nhìn tần bá tiên 20 năm trước, lưu kính một năm trước, tần trọng hải hiện giờ, dương túc quan ngày sau, ai không phải lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng làm sao hắn có thể bằng lòng đi vào biển khổ, tự nhảy vào hố lửa? Linh trí khuyên nhủ, lời của ngũ quân không đúng. Ngũ quân quý vì chân long, truyền nghề thiên sơn. Nhớ năm đó tần bá tiên là phỉ nhiệt kỳ thật trong lòng lúc nào cũng lấy thiên hạ làm trọng, mạnh hơn nhi tử của hắn nhiều. Thí chủ cũng là người thiên sơn, tự nên đền đáp đương kim vì vạn dân mưu phúc, thiên hạ mưu phúc. Ngũ định viến thở dốc, hoảng loạn xua tay nói. Phương trưởng, ta cầu xin ngươi, mặc kệ là ai giết Thiên Tuyệt đại sư, ngũ bộ đầu đều có thể thay ngươi bắt người, nhưng nhưng đừng yêu cầu ta làm chuyện này. Linh trí thở dài, Ngũ quân a à Ngũ quân, ngươi còn không hiểu sao? Tần Trọng Hải cũng vậy, Nộ Thương Sơn cũng thế, nếu phải đối phó bọn họ, Thiếu Lâm cũng có lương tướng nhân tài ứng phó. Ông hướng lên trời, thở dài nặng nề, điều ta lo lắng duy nhất chính là ở nội bộ. Ngũ định viễn hét lớn, thoáng chốc che tay chạy như bay, muốn lao ra khỏi cửa, linh trí chặn đường không cho hắn đi. Thần kiếm cầm long, long bào vô chủ, thiên tuyệt thần tăng vô cớ chết thảm, chu dương lai lịch quỷ dị, việc nào cũng nghe rợn người, lại để chính mình chứng kiến, mắt thấy linh trí bước về phía mình, trong miệng còn niệm không ngừng, ngũ định viễn người đầy mồ hôi, quần áo cũng đã ướt đẫm. 4. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn